kịp thời dập tắt nhiều vụ cháy liên tiếp ở Hải Phòng, giải cứu hai người mắc kẹt trong hỏa hoạn. Vào ngày 20 tháng 11, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thuộc công an thành phố Hải Phòng đã dập tắt nhiều vụ cháy liên tiếp, đồng thời giải cứu thành công hai người bị mắc kẹt trong hỏa hoạn. Theo nguồn tin từ báo Lao động, vào ngày 20 tháng 11, Trung tâm 114, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã nhận được tin báo cháy ở nhà dân tại ngách 155 ngõ 229 Miếu 2 xã, quận Lê Chân và tại khu PG An Đồng, huyện An Dương. Các đơn vị thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ đã phối hợp với công an các đơn vị, địa phương cùng nhân dân dập tắt các đám cháy. Tại địa bàn khu PG An Đồng, huyện An Dương, đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ khu vực 1 được cứu hai người bị mắc kẹt trên sân thượng xuống an toàn. Trước đó, người dân phát hiện cháy dây dẫn điện ở khu vực tầng hầm, nhiều khói, khí độc bao trùm nên đã dùng hai bình chữa cháy xách tay dập tắt đám cháy, mở cửa sổ các tầng thoát khói. Hiện, cơ quan công an đang điều tra nguyên nhân các vụ cháy. Theo nguồn tin từ báo Công lý, khoảng 2 giờ cùng ngày, một vụ cháy lớn xảy ra tại căn nhà 4 tầng số 4/128 đường Trần Phú, phường Cầu Đất, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Nhận được tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, công an thành phố Hải Phòng đã điều cán bộ, chiến sĩ và phương tiện chuyên dụng tiếp cận hiện trường để thực hiện công tác cứu nạn cứu hộ. Ngay khi tiếp cận hiện trường, lực lượng chức năng đã phá cửa và bơm nước kịp thời khống chế đám cháy, không để lây lan. Hiện trường vụ cháy là căn nhà 4 tầng nằm trong ngõ 128 đường Trần Phú. Ngõ chỉ rộng khoảng 1,5m đến 2m, gây nhiều khó khăn cho công tác tiếp cận cứu nạn cứu hộ. Theo người dân, vào thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có một nam thanh niên, khi phát hiện có cháy đã kịp thời mở cửa tầng 3 thoát sang nhà hàng xóm. Căn nhà xảy ra cháy đang được cho thuê, chứa các loại xe đồ chơi chạy bằng điện cho trẻ em. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi hầu hết tài sản, số lượng xe đồ chơi trong nhà. Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân đám cháy có thể do việc sạc pin cho xe đồ chơi tại khu vực tầng 1. Trước đó, theo thông tin từ báo Dân Trí, một vụ cháy tương tự cũng xảy ra vào lúc 7 giờ 35 phút sáng ngày 18 tháng 11 tại phòng 301 khu nhà L7, A9 thuộc khu chung cư Hoàng Huy, xã An Đồng, huyện An Dương, Hải Phòng đã xảy ra cháy. Ngay khi nhận được tin báo, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 4 của công an thành phố Hải Phòng đã điều động cán bộ chiến sĩ và phương tiện nhanh chóng đến hiện trường để chữa cháy. Tại hiện trường, tổ công tác xác định đám cháy xảy ra tại tầng 3 phòng 301 khu nhà L7, A9 khu chung cư Hoàng Huy. Đơn vị đã phối hợp với đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an huyện An Dương và đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 1, nhanh chóng triển khai đội hình chữa cháy để phun nước dập lửa. Sau 30 phút nỗ lực chữa cháy, đến 8 giờ sáng cùng ngày, đám cháy đã được khống chế và dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản đang được cơ quan chức năng thống kê. Nguồn tin từ báo VTC News, thời tiết đang mùa hanh khô, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khuyến cáo các cơ sở sản xuất kinh doanh cần bố trí hàng hóa phù hợp. Nhân dân cần kiểm tra thường xuyên hệ thống thiết bị điện, chú trọng công tác phòng ngừa, đảm bảo và duy trì các điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy với phương châm 4 tại chỗ để kịp thời chữa cháy.